Hi, xin chào mọi người, mình là Long Bùi, chủ cơ sở sản xuất đàn guitar Long. Và hôm nay mình sẽ tiếp tục tranh thủ làm một cái clip review cái lô đàn Nhật Classic này. Thì mình vừa đấu giá cái lô đàn Nhật này vừa vừa thì bây giờ cũng đang chắc khoảng là 6 đến 7 giờ tối rồi. Thì mình tranh thủ mình làm clip này để cho anh em cả nước mình có thể xem theo dõi. Vừa rồi mình khoảng 3 đến 4 tháng trước mình có về một lô Classic Nhật nhưng mà cũng đã hết rồi. Thì lô này nó về tầm khoảng luôn hết tất cả các hàng là tầm khoảng 30 đến gần 40 cây. Thì mình sẽ tranh thủ mình làm clip này nhanh để anh em cả nước mình có thể theo dõi cái clip này. Và anh em nào muốn chọn cho mình một cây đàn Nhật mà gọi là ưng ý thì có thể là gọi điện cho mình hoặc là inbox cho mình, thì mình sẽ tư vấn cho anh em. Hoặc có thể là những cái anh em ở xa hiện bây giờ đang cần Classic Nhật nhưng mà chưa biết mua ở đâu, thì mình sẽ cập nhật thường xuyên cho anh em những clip test, những clip về sản phẩm, có nghĩa là về sản phẩm mình bát mình vệ sinh. Còn riêng hàng Nhật thì bên mình sẽ không có chỉnh sửa về cái nước sơn. Khi anh em nào muốn cho cái đài của mình được cái những cái cần action tốt, những cái gọi là mặt hàng la new, thì cái lô này gọi là la new, mình về những cây Classic rất đẹp, từ có C200 này, C250, M20, M30, M50. Thì đa số cho cái dòng, những cái dòng này là dòng vừa phải để anh em mình có thể chơi được ha. Hôm nay mình làm cái clip này với cái hình thức là ưu tiên bên mình vẫn hàng đầu vẫn là về cái cần. Cái cần có nghĩa là về cái độ action. Mình muốn hướng đến cho anh em được những cái đàn có Nhật, có những cái action gọi là rất là thấp. Đây ha. Ví dụ như cây này là cây Matsuka M40, là mình chưa có vệ sinh gì hết ha. Đây, anh em xem ha, rất là đẹp. Em quay cận cảnh vô nha chút nha. M40, đây là Matsuka M40. Thấy rõ không? Thấy rõ không em? Matsuka M40 ha. Đó. Đây, cận cảnh một cây cho anh em xem ha. Mình bóc trong lô thôi, nó trúng cái nào trúng ha. Những cái riêng đặc biệt của hàng bên mình thì hàng là zin hết, khó zin. Tất cả về cái thùng nước sơn này đều zin hết. Nhưng mà mình sẽ ưu tiên một cái, đó là về cái action của cần này. Đa số mình đấu giá mình chọn những cây action nó rất chuẩn. Để cho anh em mình có thể là chơi được một cây đàn Classic Nhật mà cái độ barre của cái cần này nó không có bị cao dây. Thì những cây này về Việt Nam của mình thì sẽ do chính tay mình là kỹ thuật, mình sẽ vệ sinh canh chỉnh, mình sẽ canh chỉnh cái độ action gọi này một tí cho anh em, để cho cái action của cái đàn này nó thở áp sát. Và mình sẽ thay cho anh em một bộ dây mới, đó là bộ dây Soundrack hoặc Dario. Tùy lúc mà anh em đã chọn cái đàn rồi, anh em thích đánh cái tiếng đanh quang nhẹ thì có thể dùng Soundrack, nhưng mà anh em có thể thích đánh tiếng dày, cái độ dây nó bền lâu thì anh em dùng dây Dario, thì hoàn toàn là sẽ được do chính tay mình vệ sinh canh chỉnh và thay dây cho anh em để anh em chọn ha. Đó là mình sẽ đang nói sơ lược, còn tí nữa mình quay video thì mình chỉ quay cho anh em xem về cái mặt hàng thôi ha. Nhưng mình nhắc lại một lần nữa để cho anh em mình có thể dễ hình dung. Riêng về dòng Classic Nhật thì bên mình sẽ là hàng La New, hàng rất là đẹp ha. La New hiện bây giờ Classic Nhật mà tầm khoảng C100, C300, M20, M30, M40, M50 hiện bây giờ đang rất hiếm trên thị trường của Việt Nam mình. Cho nhưng mà riêng về mình ưu tiên mình chọn, có nghĩa là mình chọn về cái cần của những cây Classic Nhật này, mình sẽ ưu tiên là cần thẳng để mình đưa về Việt Nam mình đâu dám đưa về. Còn những cây mà cần mà cong vên nhiều, cái độ hở này nhiều cao so với là cái mặt phím tút này, thì mình sẽ không có làm những cái hàng đó ha. Và đây là cây M40. Hàng này khi mà anh em xem thì nó chưa vệ sinh gì hết, nhưng mà khi anh em đã chọn xong hết rồi, bởi mình sẽ vệ sinh hết cho anh em, vệ sinh hoàn toàn là miễn phí ha. Vệ sinh hoàn toàn miễn phí là qua một cái máy đánh bát này. Đây là cái máy đánh bát bên mình, thì sẽ qua cái máy này. Cái máy này nó sẽ đánh cho anh em một cái đàn gọi là độ bóng loáng rất cao. Đây là cây Coradai AST50, hàng rất đẹp anh em ạ. Hàng này là đây, các anh em xem nha, xem là mình là chưa có vệ sinh ha,
chưa vệ sinh nhưng mà hàng rất là đẹp. Đây là bộ khóa của Coradai. Đó, Coradai AST50. Đây mình thử sẽ mình sẽ có một cái động tác nho nhỏ là mình sẽ dùng một chai vệ sinh bóng này, mình sẽ xịt thử thôi ha. Mình sẽ xịt thử thôi. Đây anh em xem nha. Đó. Anh em xem. Đó. Mình chỉ vệ sinh thôi. Mình vệ sinh nhẹ cái phần lưng này thôi anh em xem ha. Đây. Đấy, anh em xem ha. Đây là chưa đưa vô máy bát mình để mình đánh nha. Đó, mình chỉ vệ sinh nhẹ thôi là dùng một chai xịt bóng gỗ, mình chỉ vệ sinh nhẹ thôi. Đó là cây đàn đã ra một cái màu nước rất là bóng loáng rồi. Còn cần đàn thì các bạn khỏi phải lo ha. Cái xịt đàn này mình sẽ canh tuyệt đối chuẩn cho anh em. Mình vừa làm việc xong thôi. Đây là mình quay những clip này, clip thực tế mình vừa làm việc xong thôi thì mình cũng nói chung rất là hào hứng khi mà đã hàng về tới Việt Nam thì mình tranh thủ mình làm clip này cho anh em lên. Để anh em cả nước mình xem. Đây là cây Yamaha SH50 ha. Đây là SH50. Đây, SH50. SH50 ha. Đó. SH50. Rất là đẹp. Đó, đây là bộ khóa sinh của Yamaha. Đó, action của cây SH50 này cũng rất là đẹp ha. Rất là đẹp. Nói chung là action nó rất là thấp. Độ cong của cây SH50 đây là ok. Mình sẽ dùng thao tác của cây này là phòng bờ mặt. Đây là mình chỉ vệ sinh nhẹ thôi, còn mình khi anh em chọn mình có thở vào những cái máy bát này, mình làm một cái bát này thì nó còn đẹp hơn nữa. Đây. Đó. Anh em xem ha. SH50. Clip nói chung thì mình sẽ làm những cái clip này với mong muốn của mình thì cho những anh em ở xa mà không có thợ trực tiếp đến Guitar Long thì có thể tin tưởng mình đỡ lựa chọn cho mình được một cây đàn gọi là ưng ý. Khi làm đi xa thì bởi mình canh chỉnh vệ sinh setup nói chung nó rất là kỹ. Đi xa thì nó rất là cực, làm cho anh em nó tỉ mỉ. Đây là cây Matsuka M65. Đẹp quá anh em ơi. Matsuka M65. Đây mình quay ban đêm nên nhiều khi cái ánh đèn nó bị chói ha. Mấy anh em nhìn cũng có thể là không có rõ lắm. Nhưng mà rất là đẹp. Rất là đẹp. M65. Cây này action cũng rất là tuyệt vời. Nói chung Matsuka thì action của Matsuka thì mọi người không lo đâu. Xem thử trong này có cái gì không, có chống sóc không. Thì thường những cái đàn Nhật này qua là có những cây nó có những cái bộ dây với những cái dây lẻ. Đây là cây Matsuka M40. Wow, đẹp quá, màu sơn quá đẹp luôn. Để mình xem cái cần thôi nha. Đúng rồi, bộ cần của cái này cũng rất là đẹp. Quá đẹp. Khóa zin của ha. Tất cả là không có chỉnh sửa, khóa cũng không thay luôn ha. Những cái gì mà đồ zin của nó thì mình đều giữ lại hết. Quá đẹp anh em ơi. Xem thì có gì hết. Không có gì hết. Đây là cây M50 rất đẹp, quá tuyệt
vời cho những cây đàn sản xuất những năm 74 tới giờ 50. Mình tranh thủ mình quay clip này cho mình tắt cái quạt đi cho nên rất là nóng, nên anh em sẽ thấy rất là cực ha. Mình tắt cái quạt đi để cho nó không có bị tiếng ồn, để cho anh em nghe cái âm thanh của mình nói cho nó rõ. Đây cây M40 Matsuka M40 ha. Matsuka M40 đều là những cái dòng đàn của người nhau. Dòng Matsuka Action của Matsuka thì rất đẹp rồi. Cây này cầm rất là thẳng luôn. Wow, đẹp quá. Đây không biết là sẽ là cây gì đây. Cái này cũng là M40 ha. Quá đẹp. Lưng hông là quá đẹp luôn, xuất sắc. Một cây đàn xuất sắc. Chỉ có phần bờ mặt nó hơi có một hai chấm thôi, nhưng mà không ăn thua gì hết. Cái này không ảnh hưởng gì hết ha. Matsuka M40. Cái này là có tem chữ ký luôn ha, đời đầu. Tem chữ ký đời đầu. M40. Hộp của Matsuka này rất đẹp. Đây lại là một cây M40 luôn. Đây còn dây đồ, khi mà về tới đây là có những cây thiếu dây, dây bọc ra để mình xem cần thôi. Cần là ok, đẹp luôn, thẳng luôn. Đầu lưng quá cho nên thôi, đỡ lên đây đi. Không đau lưng quá. Đây là một cây của Japan. Cây này là handmade của Torres. Sần là quá đẹp luôn. And Torres. Này là cây Matsuka M20, tem chữ ký, cây đời đầu của năm 74. Đây, Matsuka M20 rất hiếm, hiện bây giờ rất hiếm trên thị trường Việt Nam, cầm rất là đẹp. Đây, mình chưa vệ sinh căn chỉnh gì hết nhưng mà rất là đẹp. Cũng cuối ngày rồi cho nên mình tranh thủ làm anh em, nó không có được sung lắm, có nghĩa là thở lực nó không có được sung mãn lắm, cho nên anh em thông cảm ha, cái giọng mình nói nó hơi nhỏ. Đây là cây Yamaha GS150 SE, đẹp quá. Cái lưng nó hơi ố một tí thôi nhưng mà cây này bờ
mặt của nó rất là đẹp, mặt đúng chất của Yamaha, khó cũng rất là mới, khó zin ha. Rồi nghiêng cần là rất đẹp luôn, cần rất đẹp. Nãy giờ mình làm thử là 2, 4, 6, 8, 9, 10, hai cây đây nữa là 12, 13 cây, nhưng mà cần chưa có cây nào mà gọi là cong hết, cong quên hết. Đa số những cái hàng Nhật về mình đã thấy, mình thấy á, đa số là cái cần cong rất cao luôn, nhưng mà những cây này nãy giờ mình làm 13 cây này thì cần rất đẹp, cho nên mình nói là mình ưu tiên vào phần cần, cần là đầu tiên, xong rồi tới hình thức là vừa mẫu mã. Tại vì cần cho anh em nó phải thẳng, thẳng thì anh em mới dùng cái này. Cây sơ 200 bờ mặt tuy xấu nhưng mà chắc chắn cây này cần cũng rất là đẹp. Đây cần của cây này cũng rất là đẹp đó, sơ 200 cần rất là đẹp ha, rất thẳng luôn. Thì đó, thì cái mặt này mình nhìn như vậy, giống như khi mình vừa sinh này, mình vừa sinh lên một tí thì anh em thấy cái cây đèn nó sẽ nẹp lại. Đây, tại vì dây nhựa đỡ lòng thọng này, chứ khi mà mình đã vào tay của mình rồi, mình đã vệ sinh rồi, mình đã bát rồi, thì mình thay dây hoàn toàn hết cho anh em hết, thì nó sẽ được một cái đèn gọi là lô này mình về thì nó gọi là ngang ngửa với cái lô trước, không thua kém gì hết, không thua kém gì cái lô trước hết. Cũng đã 5 tháng rồi, 5 tháng mới về được lô lại lô hàng này. Đó, các bạn thấy cái mặt mà khi mình vệ sinh ra cái mặt rất là sáng. Đây là mình chỉ dùng xịt bóng thôi, mình chưa đưa qua máy bát ha. Cái máy này nó bát rất mạnh, nó gấp 10 lần với chai xịt này. Ha, cái máy bát này của mình là nó gấp 10 lần với chai xịt này. Cho nên anh em cứ yên tâm nha. Bao nhiêu phút rồi em? 17 phút hả? Ồ, mình sẽ tranh thủ làm clip nhanh để cho cái số phút nó không được dài, nó không được dài quá, để cho anh em theo dõi nó được ngắn gọn hơn. Cây này là Kuradai AT30 rất là đẹp. Dòng này mình làm từ M50 trở xuống, cây này còn quá đẹp luôn, rất thẳng, thẳng cần luôn, thẳng cần. Wow, bộ khóa rất là đẹp, khóa zin. Mình là Guitar Long, số 123 Thống Nhất, Bình Thọ, Thủ Đức, và 193 Nguyễn Thái Sơn, phường 4, quận Gò Vấp. Anh em nào muốn xem hàng trực tiếp có thể ghé qua, anh em nào ở xa thì có thể gọi điện qua cho mình, số điện thoại 0987 646639, hoặc là inbox vào fanpage của Guitar Long. Cái số mà 0987 646639 mình cũng có xài Zalo, thì anh em có thể kết bạn đỡ mình tư vấn cho anh em ha. Cái này cái Matsuka M25 anh. M25 đẹp, chỉ có mặt trước nó hơi ố một tí thôi, nhưng mà những cái này là như này là quá đẹp rồi. M25 mình xem cần một tí, cần rất thẳng nhưng mà mình thấy ngựa nó hơi sát, cho nên mình sẽ xem một tí. Rồi ok luôn, cây này thì gánh ngựa thoải mái ha. Ok, chung là chưa có cây nào mình thấy cần mà nó đưa cong, cái cần nó cong là đưa vào trước như này. Guitar Long thì chuyên vào hàng custom, như là hàng đặt đóng và hàng custom của Việt Nam, thì bên mình hàng đóng đi. Thì trong khi đó mình sẽ làm một số ít hàng của Haihen, hàng Nhật cũ, và mình làm trong đó thì nó sẽ có những dòng của Tây Ban Nha, giống như là dòng Merida này. Đây, anh em xem thử dòng Merida này. Đây là dòng của Tây Ban Nha, Merida. Ha, cũng rất đẹp. Thì mình làm hàng cũ có, mới có, cho nên cái dòng bên mình nó rất đa dạng. Mình làm có Merida có, Cordoba có, Admira của Tây Ban Nha cũng có, Mexico cũng có. Cây này là cây Aria SA30. Wow, cây này phân khúc tầm dưới 5 triệu thôi, nhưng mà rất là đẹp. Action thấp, xem thử trong này có gì không. Wow, đây thấy không, mình nói mà, đây là có một cái cabo ha. Đây là cái ti chỉnh cong, nhưng mà cái này lá xích thì lại không có ti chỉnh cong, nhưng mà trong này vẫn có ti đó. Khi đi về trong lô thì nó có cái này cái nọ.
đang quay trên này thì vẫn tiện, thì vẫn đang mở cửa ở dưới. Tiếp có ai vô dắt chiếc xe không biết. Đây là Kuradai AST50. AST50. Các bạn thấy cái lưng của nó này, con gỗ này, gỗ cẩm này. Con gỗ cẩm này. Lái độ, wow, đây, mà cầm rất là đẹp, rất là đẹp, không có gì. Đây cái số 200 Yamaha, số 200 Yamaha, khó của Yamaha ha. Đây tên Yamaha, cái này mình xem cần nha. Ok, cần very good, very good, quá đẹp. Thành cái lô này là mình đấu giá là mình ưu tiên vào phần cần trước, phần cần trước. Đấy, cái cần nó thẳng, anh em đánh những cái nốt nó không bị khô, anh em nhấn nó không bị mỏi tay. Thì cái lô trước và có mấy cây nó hơi cao dây, giống như cái sừng của nó đưa lên nó hơi cao, cho nên cũng bọn dùng, nói chung mình đã mình xích mình canh chỉnh hết nghe bọn dùng ok, nhưng mà mình không muốn cái điều đó mà nó xảy ra nhiều quá trình đấu giá, thì mình ưu tiên cái phần cần trước, xe 50. Nhưng mà phần thùng bên mình cũng rất đẹp, phần thùng gọi là line new, nó gọi là line new xe 50 còn đẹp, chưa vệ sinh túi còng gì hết, chưa vệ sinh thùng đèn gì hết, nó vẫn là còn rất cũ. Khi mà đánh bát lên rất mới. Mình xin nhắc lại là những clip này thì hai anh em đang làm clip gọi là rất là thực tế, cho nên không qua cắt ghép chỉnh sửa gì hết, mong anh em theo dõi clip của mình để cho cố gắng là có thể là nghe được những cái giọng nói của mình để cho nó được rõ ràng ha. Wow, đây là cây M50 nè, M50. Wow, đẹp quá, M50 quá đẹp luôn, cần quá đẹp luôn anh em ơi. Đây tay chưa lên dây, chưa lên dây. Đây là 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cây nữa. Mình sẽ tranh thủ mình làm tầm mình bóc ra nha. Mình bóc nói chung nãy giờ các mặt hàng nó có đầy đủ á. Mình tranh thủ mình bóc ra khoảng 2 đến 3 cây nữa. Để cho anh em theo dõi rồi mình xin kết thúc cái clip này ha. Để cho cái clip nó không bị dài quá. Đây M20 này, M20. M20. Cái này còn nó hơi đưa vào nhẹ vào trước một tí. M20 cây này cầm hơi đưa nhẹ, nhưng mà action của nó rất là đẹp, action rất đẹp. Mình sẽ hạ người này xuống, mình canh chỉnh nó cũng rất đẹp. M20 bao của đây nhỉ. Đây là cái phòng làm việc của mình. Thì mình canh chỉnh action hay là mình sửa đèn hay là mình làm những cái dụng cụ thủ thuật thì mình làm ở trên này hết. Còn ở dưới là tiệm, ở dưới là cái tiệm mình làm hàng cho anh em. Thì cái clip này mình quay rất thực tế luôn ha. Tại vì mình mong muốn cho anh em ở xa được biết đến Vitalong và mong muốn giao lưu cùng anh em để anh em có thể ở xa muốn được một sử dụng một cái đèn hai hand hàng Nhật tốt, thì mình có thể mình sẽ tư vấn cho anh em. Đây cây sơ 250, không sơ 200, sơ 200, sơ 200 ha. Chưa canh chỉnh, chưa vệ sinh hết tút, còn rất là dơ luôn. Còn rất là dơ luôn.
còn cây sơ 200 này là nói chung mấy cây sơ 200 sơ 300 thì công hơi công một tí, nhưng mà cái đó là mình xử lý cho anh em rất là tốt. Nói chung là mình sẽ hạ sừng canh chỉnh, mình sẽ làm cho anh em được một cái cây đàn nói chung nó có thể vừa bằng tay anh em chơi, anh em không phải lo ha. Mình sẽ cố gắng mình làm những cái clip khi anh em nào đã sử dụng, đã mua, mình sẽ làm clip mình quay lúc mà mình vừa sinh này, mình bát này, và mình canh, mình thay dây. Nói chung mình sẽ cố gắng mình sẽ làm những cái clip thực tế để anh em xem ha. Đây là cây sơ 200, cây này quá đẹp rồi. Sơ 200, đẹp, còn đẹp luôn. Action đẹp. Sơ 200, cái bộ khóa của Yamaha có zin. Cây này bát lên nữa là tuyệt vời, còn 95%. Rồi, mình còn một số cây nữa nhưng mà thôi. Nãy giờ mình cũng đã quảng cáo, mình cũng đã giới thiệu, mình cũng đã bóc nói chung mấy cây cao cấp M50, M40, M65 thì cũng đã anh em cũng đã xem rồi. Thì bây giờ mình kết thúc cái clip này. Thì với mong muốn của mình thì anh em cả nước mình có thể xem được cái clip này, và còn mình tư vấn hoặc là đã thích cây nào rồi thì có thể kết bạn qua Zalo 0987646639, hoặc là vào fanpage hoặc là YouTube của mình để inbox thì mình sẽ tư vấn cho anh em ha. Mời anh em thì sau này có thể theo dõi những clip sau của mình được nhiều hơn. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những clip sau ha.